Xin chào cả nhà nha, xin chào mọi người này. Xin chào mọi người nha. Đứa này chị Quỳnh Huyên ơi, hôm nay em có nhất điểm hoang nha chị. Trúc phép ba này, Bích Nhàn, Kiều Vuông, Sơn Thị Tiên, Hoàng Lạp, Trâm Tím nữa nha chị. Chị chốt được loại nào chị chốt giúp em nha. Hôm nay em sẽ ở hàng luôn chị nha. Đây là Bích Nhàn nha chị. Chào mọi người nha. Đây là nhất điểm hoang nha chị. Một dê như thế này chỉ có giá 200k này. Rất đẹp nha, nhất điểm hoang nha mọi người. 200k này, bác nào chốt ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em này. Đây là nhất điểm hoang rất đẹp nha, một dê này rất đẹp luôn này. Dê này rất đẹp nha cả nhà. Bác nào chốt ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha mọi người. Chỉ có 200k này, bác nào chốt ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Đây là nhất điểm hoang nha mọi người. Bác nào đang xem like này, chia sẻ like giúp em nha mọi người. Đây là Bích Nhàn này, chỉ có 100k một bó này. Bác nào chốt ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha mọi người. Bác nào đang xem lại chia sẻ tương tác lại giúp em nhé cả nhà ơi. Một trăm ca cho một bó Bích Nhàn trên tay em nhé cả nhà, rất đẹp luôn nha. Bích Nhàn này trên tay em chỉ có 100k này. Bác nào đang xem chia sẻ lại tương tác lại giúp em nha mọi người. Em có 2 dây trúc phất 3 như thế này, giá chỉ có 400k này, bác nào chốt ok lên số điện thoại này. Đây là trúc phất 3 nha cả nhá. Trúc phất 3 rất đẹp nha mọi người. Trúc phất 3 rất đẹp nha. Giá chỉ có 400k này, 2 dây như thế này, giá chỉ có 400k này. Trúc rất đẹp này. Hai dây trúc rất đẹp nha cả nhà. Hai dây trúc rất đẹp này. Bác nào chốt ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha cả nhà. Hai dây trúc rất đẹp nha cả nhà. Chỉ có 400k này. Bác nào chốt ok lên số điện thoại địa chỉ giúp em nha cả nhà. Bác nào đang xem lại chia sẻ lại tương tác lại giúp em nha cả nhá. Chị Quỳnh Huyên ơi, chị xem chị có chốt được gì chị chốt giúp em nha.